Nó sẽ là bài 23. Và trong bài 23 của mình thì nó sẽ có cái bổ ngữ xu hướng. Thì trong bổ ngữ xu hướng của chúng ta sẽ có bổ ngữ xu hướng đơn. Bổ ngữ xu hướng đơn. Bổ ngữ xu hướng kép. Bổ ngữ xu hướng kép thì chúng ta sẽ có kép thường. Kép nó lại chia ra là hai loại, một loại là kép thường, một loại là kép mở rộng. Kép mở rộng thì kép thường của chúng ta nó sẽ là những cái nghĩa về xu hướng cơ bản. Còn cái kép mở rộng thì nó sẽ có cái phần mở rộng theo các nó sẽ có cái phần mở rộng riêng của nó. Và cái phần mở rộng này thì chúng ta sẽ gặp nhiều ở các lớp 8, 9, 10. Như là mỗi một cái loại xu hướng nó sẽ có mang một cái tầng nghĩa riêng của nó nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ làm quen cái bộ ngữ xu hướng đơn. Xu hướng đơn của mình nó sẽ gồm có 3 từ. Đó là từ tree, từ tall và từ lại. Tree, tall và lại nó là dạng xu hướng đơn. Như là what tree学校，我到学校，我来学校。 OK, 我去学校，我到学校，我来学校。 Đó là cái xu hướng đơn. Thì khi mà nó đơn nó sẽ đi một mình thôi. 我去 là tree. Chúng ta thường hay bị có thói quen bị sai, đó là 我去到, tôi đi đến là sai, không được. Ba đứa nó chỉ là xu hướng đơn, nó chỉ dùng có một từ thôi. 我去 của tao hoặc của lãi. Tree của chúng ta là to go. To go. Và tao của chúng ta nó là arrive. To arrive. Và lãi chúng ta nó là to come. Nó là ba từ. Xuống đơn. Tree, lãi, tao. Tree, tao, lãi. Thì chú ý là dùng chỉ dùng một trong ba, không dùng chung. Còn đối với bổ ngữ xu hướng kép, kết cấu của bổ ngữ xu hướng kép của chúng ta nó là verb cộng với lại lãi, verb cộng với lãi và tree, verb cộng với lãi và tree. Những bạn nào trên group mình muốn xem màn hình của lão sư thì có thể vào trong link nha, để lão sư gửi cái link. Hôm nay bữa đầu tiên lão sư làm nó vẫn còn hơi bị cập rập, cho nên là chưa có chỉnh qua bên OBS lại cho chúng ta để các bạn có thể nhìn thấy màn hình của lão sư. Thì share cho chúng ta cái link mà share đi đâu bây giờ? Ở bên này đi cho nó dễ. Chúng ta có thể vào trang này ha để có thể tham gia và có thể nhìn thấy màn hình trực tiếp của lão sư. Chúng ta có verb lãi và tree. Và bổ ngữ xu hướng kép của chúng ta nó sẽ gồm có 13 từ. 13 từ gồm có sun, sun, xa, chinh, chu, cô, quỷ và chị. Và những từ này nó sẽ cộng với lãi và tree. Thì lúc đó chúng ta sẽ ra một cái từ đó là sang lãi, sang tree, xa lãi, xa tree, chinh lãi, chinh tree, chu lãi, chu tree, cô lãi, cô tree, hủy lãi, hủy tree. Tuy nhiên đối với chị thì chúng ta chỉ có một từ duy nhất, đó là chữ chị lãi. Nhắc lại ha, đối với bổ ngữ xu hướng của chúng ta thì sẽ gồm có 13 từ, đó là verb, lãi và tree. Chúng ta sẽ có sang lãi, sang tree, xa lãi, xa tree, chinh lãi, chinh tree, chu lãi, chu tree, cô lãi, cô tree, hủy lãi, hủy tree và chị lãi. Thì ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nhân với 2 là 14. Tuy nhiên là chị lãi nó chỉ có một từ thôi, cho nên nó là 7 nhân 3 bằng 12. 7 nhân 4 bằng 13. Hồi nó bị khùng luôn á. 7 nhân 2 bằng 13.
Đó là verb lải và trim. Và chúng ta sẽ có phân biệt đối với lải và trim này thì chúng ta cần có một vài thứ. Bổ ngữ xu hướng nó sẽ lạ hơn cách trình bày của những cái bổ ngữ kia ha. Lải và tree thì đầu tiên chúng ta cần phải làm quen với cái lải 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 tree 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 à lải lải tree tree đó là lải tree. Và chúng ta sẽ có lải là một cái hành động hướng về người nói, hướng vào người nói. Tree là hành động ra khỏi người nói, như là lải là vô, lải 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 ha, vô hết đây. Và tree 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 là chúng ta đi ra ngoài hết đi, lải và tree. Cái thứ hai chúng ta sẽ làm quen với những cái động từ trên này, và những động từ này chúng ta sẽ đi theo từng cặp. Cặp thứ nhất là cặp sang xa, cặp sang xa. Cặp thứ hai là cặp chinh chu. Cặp thứ ba là cặp ba cặp cua lải và hủy. Thì chúng ta sẽ ở cái chỗ sang xa này thì khi nhắc tới sang xa thì chúng ta sẽ có một cái hình dung về những cái bậc thang, những cái nấc thang ha. Hoặc là chúng ta sẽ có cái hình dung về núi, hoặc là chúng ta có hình dung về lầu ha, lầu, như là có những cái thang trên, thang dưới và núi, hoặc là những cái tòa lầu. Thì bởi vì đây là động từ xu hướng, đây là bổ ngữ về xu hướng, cho nên là nó sẽ nói về cái xu hướng của cái động tác. Thì xu hướng của chúng ta nó sẽ có vài một cái có một vài cái xu hướng cơ bản, đó là lên xuống qua lại. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có sang và xa, sang và xa. Ok, sang và xa. Thì sang xa rồi. Bây giờ là khi nào chúng ta sẽ dùng sang lãi, khi nào chúng ta dùng sang truy, khi nào chúng ta dùng xa lãi và khi nào chúng ta sẽ dùng xa truy. Thì chúng ta cần phải xem là có đối tượng nào đứng ở vị trí nào, và cái hành động đó nó hướng về ai thì chúng ta mới quyết định được là lãi hay là truy. Và đối với cái này lão sư sẽ cho một cái ví dụ là có hai bạn ha. Ví dụ như là lão sư ở đây. Lão sư đang ở tầng 1. Lão sư đang ở tầng 1 và có Kim Anh đi ha. Nhà Kim Anh gần lão sư nhất rồi. Thời gian này có mình Kim Anh qua nhà lão sư được thôi. Và Kim Anh ghé qua mang cho lão sư một bịch bánh tráng. Ok. Và lão sư Kim Anh đang đứng ở phía dưới nhà của lão sư. Đứng ở phía dưới nhà. Lão sư đang ở trên phòng. Ok. Và Kim Anh mới gọi điện cho lão sư nói là: "Lão sư ơi, lão sư xuống đây đi." "Lão sư xuống đây đi." Thì câu này chúng ta sẽ nói sao? "Lão sư nị." Nị sang hay là nị xa? Lão sư đang ở vị trí trên này. Lão sư đang ở vị trí trên này. Và Kim Anh nói là: "Lão sư ơi, lão sư xuống đây đi." Sẽ là: "Lão sư nị." Nị sang hay xa? Kim Anh Xe. nị xa. Rồi, lãi hay truy? Lại. Xa lãi. Đó là xa xa lãi. Nghĩa là lão sư nị xa lãi, nị khoai xa lãi. Xuống đây đi, nhanh xuống đây, nhanh xuống đây đi. Đó là xa lãi, khoai xa lãi. Lão sư nghe thấy điện thoại rồi, nhưng mà lão sư nói là không, bây giờ lão sư đang lên lớp rồi, đang làm live stream rồi. Kim Anh ơi, chạy lên đây đi. Nghĩa là chi nhìn nị nị Sang lại. sang sang lãi. Ok. Thì chúng ta sẽ thấy là đầu tiên là chúng ta phải coi cái hành động đó là hành động đi lên ha.
hay hành động đi xuống và hành động đi hướng về ai. À, nếu mà hướng về người nói của mình sẽ là lải, và hướng ra khỏi người nói của mình là truy. Ok, thì khi mà nó là thôi bây giờ em không có lên đâu, em phải về liền, lão sư xuống đây đi. Lão sư nói ok rồi, chạy lão sư chạy xuống. Lão sư nói ha, hào tơ quộ, lão sư nè, lão sư nói hào tơ, để lão sư đi xuống. Quộ Xa chư. quộ xa chi. Ok, à, thì đó là cái xu hướng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ xem đó là xu hướng đơn, xu hướng kép. À, xu hướng kép của chúng ta có tổng cộng là 7 nhân 2 bằng 13. Ok. Và chúng ta sẽ xem là chúng ta dùng sang hay là dùng xa. Rồi xong chúng ta mới xem là chúng ta dùng dễ thương quá, bên này có comment ở bên livestream nữa nè, vui quá. Thì đầu tiên là sang hay là xa, bởi vì chúng ta đang ở trên lầu, à, thì chúng ta sẽ kế là hành động là lên hoặc là xuống, xuống hoặc là lên, rồi mới là lải hay là truy, để vào người nói hay là ra người nói. Thì đối với cái câu hồi nãy khi mà Kim Anh nói là dễ thương quá, bên đó bên kia mọi người đang trả đang đang nhắn nhau dễ thương quá. Chinh Jin nói là lão sư nì khoai xa lại. Ok, à, là Kim Anh nói, lão sư mới nói là quá mạng lơ nì sang lại ba. Ok, Kim Anh nói là chinh nhiên phu xỉn Kim Anh nói là không được, em không lên được. Quả vu nẫn sang sang truy nị nị xa lại ba, à, nị xa lại ba. Ok, lão sư nói là lão sư hào tơ na quả xa xa truy. À, thì cái bổ ngữ xu hướng của chúng ta nó là những cái từ như là xa lãi, sang lãi, sang truy, xa lãi và xa truy. À, thì bổ ngữ xu hướng kép của chúng ta nó là một cái dạng như thế. Bây giờ lão sư sẽ nói qua tới cái cặp chinh và chu. Thì cặp chinh và chu, hình ảnh của sang và xa đó là hình ảnh của cầu thang hoặc là núi, bởi vì chúng ta cần phải có cái di chuyển đi lên hoặc đi xuống. Còn đối với chinh và chu thì chúng ta sẽ có hình ảnh của một ngôi nhà. À, chúng ta có hình ảnh của một ngôi nhà để chúng ta sẽ là vào hay là ra, à, đi vào hoặc là đi ra. À, có một cái không gian nào đó, à, để đi vào và đi ra. Thì cũng giống như vậy thôi, ví dụ như là lão sư vẫn đang ở trong phòng, à, và Kim Anh đã lên đến phòng rồi, à, đã lên tới lầu rồi, nhưng mà có cái cửa nên là cũng ngại, à, nên là mới gõ cửa cốc cốc cốc. Lão sư ơi, quọ lão sư quọ gì đấy. Chinh Dinh nói ha, Chinh Dinh đã lên tới phòng lão sư rồi nhưng mà còn ngại nên là đứng ở ngoài cửa và gõ cửa cốc cốc cốc. Lão sư quọ khở gì, Xin lại mà. quọ khở gì. Kim Anh vẫn đang đứng ngoài cửa nhà lão sư nha, Kim Anh đang đứng ngoài này Chu chi. nè. Xin lại. Kim Anh đang ở đây, đây là Kim Anh, đây là lão sư. Ủa khởi gì bây giờ, chinh hay là chu? Xin. Chinh, nhưng mà bây giờ chinh xong rồi lại hay là truy? Truy Chinh lại. chinh truy
À, lão sư của có gì chinh truy mà tại vì chinh anh chinh Kim Anh đang từ ngoài ấy hả? À, lão sư nghe thấy tiếng gõ cốc cốc rồi, lão sư nói ok nị Xin chinh lại lại bà. ba ok. À, đó là cái chinh truy với lại chinh truy với lại chinh chinh lại. À, sang xa nó là lên xuống. Chu truy của mình nó là căn nhà. À, và nếu mà dùng chu truy thì lò sư ở trong này lò sư ra nó là chu truy. Cua và hủy. À, cua chúng ta là dùng cho cái mặt bằng ngang. À, cái mặt bằng ngang thì ví dụ như là nhà lò sư ở đây. Hello Long Nguyễn, ở bên kia ức chế quá chạy vô đây Long Nguyễn. Nhà này đang ở đâu rồi? Đang rời xa thành phố rồi, lão sư. Vẫn còn ở ngoài Đồng Nai chưa về được Sài Gòn đúng Dạ đúng rồi. không? Mấy bữa nay lão sư đập vui quá, ba không rủ em giận lắm nha. Từ từ ta sẽ xử người sau, bây giờ ta phải làm cái nhiệm vụ của ta trước đã. Tính nói gì quên rồi. À, chúng ta có chữ cua. Cua của mình ở đây. Thì chúng ta sẽ là cái cua của mặt bằng ngang. À, ví dụ như là chúng ta sẽ nếu mà chung trong một công ty, chung trong một công ty thì chiên lỵ mới alo cho thư ký. Misu nì khoai cua lại qua bên này. À, qua qua bên phòng chiên lỵ có vấn đề cần gặp, cần trao đổi. Thì đó là cua ở một cái mặt bằng ngang, nó sẽ không có phân biệt là ở chỗ nào, ở vị trí nào, hay như là mặt bằng ngang. Thực ra nếu như mà trong công ty mà chiên lỵ ở tầng trên và misu ở tầng dưới thì lúc đó chúng ta sẽ dùng là sang xa. Còn nếu như mà ở ở ngang một cái mặt bằng á, ở trung tầng á, thì chúng ta sẽ là cua tri. Hoặc là nhà của lão sư và qua nhà của Kim Anh hoặc qua nhà của các bạn nó vẫn là thuộc dạng mặt bằng ngang, nên là chúng ta sẽ dùng là cua tri. Ok, chúng ta sử dụng chữ cua. Và tri hay là lãi thì phải xem là ai nói và vị trí nào ở đâu thì chúng ta mới xác định được lãi và tri. Hủy của chúng ta nó là về. À, về về như là đi đâu, về đâu, về nhà hay là về nước. À, như là về chưa. Chị của chúng ta thì chỉ có một từ thôi. À, chị của mình nó là lên chị, nó là chị lãi, như là ngồi dậy. Thì về cơ bản của cái của cái bộ ngữ xu hướng thì chúng ta hiểu được cái vấn đề của lãi và tri ở vị trí vào ra, vào người nói hoặc ra khỏi người nói. Cái thứ hai là cái verb này. À, chúng ta xác định là sang hay xa, chinh hay chu, cua hay hủy, rồi xong rồi sang lãi hay là sang tri, xa lãi hay là xa xa tri. Thì đó là cái bộ ngữ xu hướng của chúng ta. Cái mà xu hướng kép của lão sư nói á, thì sau này chúng ta sẽ học là xa lãi nó có những cái ý nào khác, sang truy nó sẽ có những cái ý nào khác. Những cái sang lãi xa truy này thì nó sử dụng kiểu như là các thì. À, các thì ví như là thì quá khứ hoàn thành, quá khứ tiếp diễn, hành động hiện tại còn xảy ra hay không rồi gì đó, thì nó thiên về cái hướng đó là nhiều. À, thì khi nào đến bài khóa có ví dụ á, mình dễ hơn. Thì lão sư nói đến cái phần này ha, nói thêm một chút xíu ở phía dưới này cho chúng ta. Thì nguyên cái cụm này của mình là cái cụm xu hướng kép. À, trước xu hướng kép chúng ta lại có một cái động từ nữa, nó là verb cộng với lại xu hướng kép. À, verb cộng với lại xu hướng, lúc đó nó sẽ cho chúng ta ra một cái đó là thọ thọ sang truy. À, thọ sang truy thọ xa truy. À, thọ sang truy thọ xa truy khan dậu sang truy dậu xa truy thả sang truy thả thả xa truy. Ok, thả xa truy. Thọ
跑上去，走上去，爬上去，跑上，跑下去，走下去，hoặc là爬下去。Chúng ta có chữ theo nữa. Theo sang chi hoặc là theo xa xa chi. Ok, thì chúng ta sẽ có cái kết cấu đó là verb cộng với là xu hướng kép. Thì cũng là cái hình thức sang chi, như hồi nãy là Kim Anh là đi lên, nhưng mà có thể là Kim Anh vội cho nên là Kim Anh thảo lên, chạy lên. Còn đi từ nhà qua đây mệt rồi nên là chậu sang chi, từ tốn từng từ tốn từng bước chậu sang chi. Còn nếu mà chúng ta núi thì chúng ta sẽ là thả sang, leo từng bước từng bước từng bước lên. Thọ Trương là bạn nào vậy? Hello Thọ, ủa Thọ Trương là bạn nào vậy ta? Thả sang chi, chậu xa chi thì cũng là cái hành động đi lên, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái động từ nào, lên như thế nào, đi lên, bò lên, leo lên, hay là nhảy lên. Ok, thì là verb cộng với xu hướng. Verb này của chúng ta có thể là verb di chuyển. Mình thấy những cái verb này nó đều có những cái tính chất di chuyển, thì nó sẽ đi với lại cái xu hướng bay, bay, nhảy, chạy gì đó. Chúng ta cũng có thể dùng những cái verb thường, như là chúng ta sẽ có wo khai sang chi, khai sang chi, hay là chỉ sang chi, hay là mài cua chi. Nếu mà khai sang chi chúng ta đây là lái xe, và lái xe lên, nếu là lên núi, lên núi thì chúng ta sẽ đi xe hơi, thì chúng ta sẽ khai sơ, khai sang chi. Hoặc là chúng ta đạp xe đạp, chúng ta vẫn đạp lên núi được, chỉ sang chi. Mài cua chi là mua, rồi mua mang qua, như là qua và mua cái gì đó để mang qua đây, nên là mài cua chi. Verb cộng với là xu hướng, đó là cái phần của chúng ta, bổ ngữ xu hướng kép, và nó có phần mở rộng của verb cộng với là xu hướng. Ok, thì khi mà nhắc đến các loại bổ ngữ thì chúng ta là khi nào dùng bổ ngữ nào, thì chúng ta thấy là những cái nào mà nó chỉ cái xu hướng rất là rõ ràng, xu hướng của động tác lên xuống qua lại trái phải, hướng vô hướng ra, hướng vô người nói, hướng ra người nói, thì chúng ta sẽ dùng bổ ngữ xu hướng. Đây của mình nó là trạng thái khẳng định, trạng thái khẳng định, và trạng thái phủ định của nó đó là bổ sang chi. Chúng ta chú ý là bổ sang chi, và bổ sang chi là bổ sang chi, bổ xa chi, bổ xa chi, của bổ cô chi là nó là vu. Đó là dạng xu hướng. Nếu mà nó vô cái verb cộng xu hướng này nè thì là bổ khai sang chi, bổ chỉ sang chi, bu mại cô chi. Ok, bu nó đứng ở đây ha, verb và đối với câu hỏi thì chúng ta sử dụng ma. Đối với câu hỏi thì chúng ta sẽ là sang chi ma, nì cô chui mà, nì cô lại mà. Đó là dùng cho câu hỏi. Đối với tân ngữ, tân ngữ thì khi mà chúng ta có tân ngữ chỉ nơi chốn, tân ngữ chỉ nơi chốn thì lúc đó tân ngữ nó sẽ vô giữa. Tân ngữ nó sẽ chui vô giữa, thì nó chui vô giữa nó sẽ đứng như thế này: sang lẩu chi, sang san chi, hủy duê nản, hủy duê nản chi. Đó là cái tân ngữ của chúng ta. Thì tân ngữ của mình là sang lẩu chi, sang san chi, hủy duê nản chi.
thì đây là cái phần tân ngữ chỉ nơi chốn nó sẽ được vào giữa, bởi vì chúng ta xu hướng mà, như là chúng ta có xu hướng cái lên xuống như vậy. Đó là nội dung của bộ ngữ xu hướng kép. Mọi người thấy như thế nào? Lão sư tạm thời đã trình bày xong cái phần bộ ngữ xu hướng của chúng ta. Mình giao lưu nhẹ một chút xíu. 我们爬上长城来了。我们爬上长城来了。 Thì ngay cái tựa đề chúng ta thấy đã là nằm cái ngữ pháp của mình trong đó rồi ha. Thả sang thẳng thẳng lại lơ. Thì thả của mình là verb nè. Thả của mình là verb nè. Sang với lại. Sang với lại là xu hướng và cái tân ngữ nó chui vô giữa. Thẳng thẳng tân ngữ chui vô giữa. Woman thả sang thẳng thẳng lại lơ. Đạt vô đây luôn hả Đạt? Vô đây thấy màn hình hơn. Rất lâu rồi mới gặp bạn ấy. Nghẹn cái cổ quá. Lão sư thì hết đau họng rồi. Nhưng mà cái sao ta nó vẫn còn bị nghẹn nghẹn cái hơi xíu. Giao phân cha là chúng ta có giao và lơ. Chắc không kịp nói hết bài này rồi. Ở đây còn chỗ cần phải nói nữa. Chúng ta sẽ có giao và lơ. Thì giao. Giao là một từ nó có khá là nhiều nghĩa. Nó khá là nhiều nghĩa. Và chúng ta cũng đã học giao xuất hiện ở một số bài. Như là giao ỷ cơ cung bảo chi tinh, giao lèn chinh, giao san chinh. Thì chúng ta có nghĩa là lấy. Lấy hai cái này, lấy hai cái kia. Chị ơi lấy hai ký thịt, ba ký táo gì đó. Như là giao. Đó là nghĩa lấy. Nghĩa thứ hai là nghĩa cần. Nì giao sờ mơ bạn cần gì. Nì giao mài sờ mơ bạn cần mua gì. Quà giao hủy cha tôi cần phải về nhà. Nên là nghĩa là cần, mà nghĩa là lấy. Cái giao thứ hai của mình nó mang nghĩa là giao, nó dùng trong phần order đồ ăn. Order ở nhà hàng á. Nì họ nì giao sờ mơ. Nì giao tiện sờ mơ. Quà giao cung bào chi tiên. Quà giao mã phổ tô phụ. Quà giao ham bào bao và giao bì sa. Thì ở đó chúng ta là cũng là lấy đúng không? Như là cho em cái này cho em cái kia thì nó là giao dùng ở đây. Chúng ta có xuất hiện bài giao trong cái bài giao thông của mình, đó là bài giao mất. Như là giao là sẽ để cái ví dụ mình này chúng ta. Giao giao y cơ công bạc, giao y chinh chào Mỹ. Giao y chinh chào Mỹ. Giao lèn hiển thị triệu. Thì trong cái phần mà chúng ta mua đồ, chúng ta sẽ là thị triệu. Của giao hủy cha. Của giao truy mày của. Nó là giao cần. Giao order nhà hàng chúng ta sẽ là giao y cơ cung bảo chi tinh. Y cơ son la thang. Ok, chúng ta có giao mất, đó là mất giao cộng với thời gian. Truy hở nơi giao lèn cơ sở sử. Truy phả của giao san thiên sư thiên, đó là giao của thời gian. Chúng ta có gặp một cái giao ở đây, nó là giao lơ. Hello, hello Jingo Ti. Giờ mới lên. Vô phụ là sư nè. Giao lơ thì giao lơ của chúng ta ở đây nó sẽ là sắp sửa sẽ, sắp sửa sẽ là nó chỉ một cái hành động gì đó chuẩn bị xảy ra, sắp xảy ra. Như là giao
Giao cua nện là sắp sắp ăn Tết tới nơi rồi. Giao phân cha là sắp nghỉ hè rồi. Giao xa雨 là sắp mưa rồi. Nó là giao giao xa雨 là chúng ta có câu thiên giao khi là trời sắp tối rồi. Thiên giao khi là nó là sắp sắp sửa sẻ, nó là sắp tối rồi. Thì giao lơ này nó sẽ có combo 4 chữ của nó. Như là giao lơ. Khoai lơ. Chiêu lơ. Chiêu giao lơ. Và khoai giao lơ. Nó là combo 4 chữ, nó đều mang nghĩa là sắp sửa sẻ. Thì chúng ta có là khoai cua nện là khoai phân cha là chiêu giao phân cha là khoai giao phân cha là chiêu giao cua nện là chiêu giao xa dụ là chiêu giao thiên chiêu giao khi là thì nó đều mang nghĩa là sắp sửa sẻ ở các mức độ nhanh chậm hơi khác biệt nhau chút xíu là mình dùng thôi. Thì về cơ bản là bốn bạn này giống nhau, thì giao lơ nó sử dụng như thế. Và giao vẫn còn một nghĩa nữa. Mọi người thấy giao nó thấy ghê không? Giao nó còn một nghĩa nữa, đó là giao giao nếu. Giao nếu. Nếu nếu như. Nếu nếu như. Hoặc là giao hoặc là. Nếu là. Nếu là đúng không? Ok, thì đó là cái tạm thời tổng hợp lại các cách sử dụng của giao cho đến hiện tại. Ok. Trời, nãy giờ chưa đi vô bài được luôn. Mới có khoai phân cha là giao phân cha là sắp nghỉ hè rồi. Chúng ta có phân phân cha. Thủng sữa mình dầu sữa mà tạ xoan. Có dự định gì hay không? Dầu tớ thủng sữa chưa lùi xỉn. Dầu tớ thủng sữa hủy cha. Đang chuẩn bị nghỉ Tết và chúng ta có cái phần dầu tơ dầu tơ dầu tơ hình thức để chúng ta liệt kê. Có một vài cách để chúng ta liệt kê như là y sư ơ sư san sư dầu tơ dầu tơ dầu tơ sư 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 hay là sang miên xa miên gì đó. Một vài cách để chúng ta liệt kê dầu tơ dầu tơ dầu tơ thủng sẽ dầu tơ thủng sẽ sao dính thì nó của tà xoan xin truy thai san trai hội cha khan của bà mẹ của tà xoan tôi dự định là xin rận hô trai xin trai đi đâu đó trước rồi làm gì đó đi núi Thái Sơn và sau đó về nhà thăm bà mẹ mẹ. Thì các hành động của chúng ta nó sẽ là những hành động liên tiếp và nó sẽ có một số từ để nối. Thì nối đầu tiên đó là nối là xin và trai. Làm cái gì trước rồi sau đó làm cái gì đó. 我去你你去过泰山没有？泰山我去过一次đi qua một lần rồi. 这次我想去海南岛旅行 lần này thì muốn đi Hải Ninh Tàu đảo Hải Nam. 你跟松华一起去吗？ 是啊，去海南岛就是他提出来。Đi Hải Ninh Tàu là do anh ta nhắc đến. Nên là tính ra trong cái đoạn này thì bối cảnh là có Trịnh Lầu Sư, có hình như là có Sầu Duyện như là có Lĩnh Na, nên là đang bàn về tình hình cuối năm Tết thì chúng ta làm cái gì. Thông thường thì Tết thì các bạn không có mấy ở trường đâu, bởi vì ở trường rất là lạnh, thời tiết rất là khắc nghiệt và cơ bản là rất là buồn, nên là mọi người sẽ hoặc là về thăm ba bà má mà phương án 60 đến 70% là về nhà thăm ba bà má mà. Một số thì sẽ đi chơi, một số ít rất ít mới ở lại trường hoặc là đi làm thêm trong những ngày Tết đó. Như là truy hành ảnh tàu lùi xỉn chứ sư tha thủy xu lại là nì chu phê chi truy hải sư chu hồ chơ truy phương tiện cách thức chu hồ chơ chu phê phê chi
A hải sư B tua phê chi chi à, đi bằng máy bay bởi vì từ Bắc Kinh ở trên này mà hải đánh tàu nó ở phía tuốt của dưới này lận à, và đi xuống dưới này còn phải có một cái đoạn qua biển nữa cho nên là đi bằng phê chi là một phương án tối ưu nhất. Chi phiêu ở trên mãi họ là đi bộ nó truy bộ truy thai san truy ta số giao thống san sang thả sang truy trai thống san tỉnh chỗ xe lại chúng ta có cái thống san xa thả sang truy và thống san tỉnh chỗ xe lại thì chúng ta sẽ có cái san à, cho san và san tịnh à, như là lên tên đỉnh à, thả sang rồi tao san tịnh chỗ xa lại tha hãy xô xen truy thái san đi thái sơn trước trai truy tham quan khổng tử giao su từ địa phương đến núi thái sơn sau đó là sẽ đi đến cái nơi mà khổng tử dạy học à, giao su là dạy học tuy là ta quỷ chẳng truy nã ta quỷ đi đâu Xào dân từ chen di à, kiến nghị ta quỷ truy Hà Nẵng tàu đi đảo Hải Nam tha xua xin tai nor thiên chi hậu ở đó thời tiết rất là tốt chi quân hỏi sư cũng khá là phù hợp nẫn truy dẫu dùng hãy có gì khan vô mỹ ta chuyện sơ à, như là chen di Xào dân từ cũng kiến nghị là đi đảo Hải Nam ở đó thời tiết đẹp à, thời tiết đẹp nhiệt độ rất là phù hợp à, bơi và còn có thể xem được những cảnh sắc rất là vô mị hay là đẹp đẽ. Hiện tại Bắc Kinh là đông thiên, cơ sư Hải Nam Tảo hay có gì qua xa thiên là sân hổ. Nhưng ở đây là đông mùa đông nhưng mà dưới nó là mùa hè. À. À, tua dầu di sư chúng ta có tua a thì à, đâu rồi? Giờ mới thấy tin nhắn của Kim Anh luôn à... tua à. Tớ chỉ làm livestream ở trong cái team của mình thôi vẫn chưa có đủ tự tin livestream ra bên ngoài đó mà còn đào sư còn nhát lắm à, bị sợ tâm lý đám đông á à, nên là gọi là chỉ làm cho người quen của mình thôi như là làm từ 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 à, vô quá nó dội á cái nó run cái không nhớ nói gì trơn vậy nãy giờ vô được cái mạch là tại vì quen rồi nên là vô cái mạch nó bình thường hơn à, tua a thì chúng ta sẽ là tua cộng với tính từ à, tua tua pheo len à, à tua mì à, à tua hào à, à tua hào à. Thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ nghe nó hơi biến âm chút xíu nó sẽ lên hơi cao chứ tủa theo lên à tủa mày à ni khan ni ni cơ ni chen nhi phủ tủa mày à. À thì nó hơi hơi tua hơi tủa chút xíu nhưng mà kết cấu nó là tua cộng với a để chỉ một cái mức độ tương đối cao nay có ni ni chen nay có cu neng tua theo lên nha à, đẹp quá trời đẹp luôn à, đẹp biết bao tua dầu di sư thiệt là thú vị biết bao Xào dân từ sư tàu dỗ xảo trẻ à, nó là hướng dẫn viên du lịch lùi xỉn tơ sơ tha chư tao tơ tu à, bởi vì hướng dẫn viên cho nên cô ấy biết rất nhiều nhưng cái thiên tha tờ nên nghe cô ấy đi à. Tao quỷ hãy có gì cân bọn mình y sĩ truy tao quỷ hãy chen nhi phan cha gì chén à, kiến nghị là phan cha gì chén trước khi phan cha cảm ơn y sĩ truy sư trạng trận à, Trấn là sư nín nấn vô nấn cân của mình y chỉ truy có đi cùng với chúng em hay không chính của hình duyên y cân thì mình y chỉ truy phá y sư trạng trận à, truy phá y sư trạng trận nên là cùng leo núi một một lần cái này của mình y sư của mình là động lượng à, động lượng nó xuất hiện ở đây Làm luôn ha làm luôn cho nó hết cho nó chặn các bạn tại vì cái phần xu hướng nó xuất hiện ở phía dưới này
Trong cái đoạn này thì chúng ta có thể xem qua cái clip. Hello Trang Trang. Cái đoạn NBCR này chúng ta nên xem qua clip để chúng ta thấy là vị trí của các bạn này ở đâu. Đầu tiên là có những ai tham gia trong cái đoạn khóa dưới thứ hai này. Đây là một cái chúng ta xem qua đi để dễ nói hơn. Hello Trang Trang à. À, thì chúng ta thấy đây là Trần Lão Sư à, đây là Quảng Sầu Duyễn và đây là Lĩnh Na. Ok, thì do là Lĩnh Sầu Duyễn đang đứng ở đây, chúng ta thấy có một cái độ cao nhất định. Gì vậy? Chưa, em đang bận rồi. Sầu Diễn đang đứng ở trên này và Lĩnh Na với là Trấn Lão Sư đang dưới này, như là Lĩnh Na, Trấn Lão Sư khoai sang sang lại đi lên và hướng về phía của Sầu Diễn, như là khoai sang lại. Lý bố tao với thân mình nè. Còn cái bọn con trai là nó ở túc trên kia rồi. À, cho nên là tha mình sang và sang truy hướng ra khỏi của Sào Diễn, tha mình sang truy mà tụi nó chạy nhanh, tụi nó thả sang truy à. Bia chào chị. À, xa lại thì nó không có xu hướng, nó chỉ có từ xa lại thôi à, đó là cái vị trí của những bạn này. Chúng ta quay về bài này ha, như là khoai sang lại. Nếu như không có cái hình vị trí hồi nãy á, thì chúng ta sẽ hơi khó để hình dung ra à, có cái vị trí thì nó dễ hơn. Tha mệnh phả sang chi. Ok. Trả mình giờ khoai tao san tiện cũng sắp tới đỉnh rồi. Biểu cháu chỉ không cần vội vàng đâu, không cần gấp gáp đâu. Ủa chưa tới dỗ tiện lây, đến nay giờ lây là trả mình chua xa lại à, verb cộng với lời xu hướng, siêu xì hoa, nghỉ ngơi chút đi. Xen hoa tiến sợi, chai phả, chai hoàng sang phả. Xen, chai và hoàng sang phả, leo lên. Hoàng cộng với lại phương hướng cộng với động tác ha. Chơi tờ phân thiền tủa mày à, tủa mày à. Trắng trắng hào sang y thẻo lũng giống như một con rồng. Xa biên tô sư san, ở dưới đều là núi. Hồ chơ chủng san lì khai chu lãi à, đây là câu dùng xu hướng của chúng ta. Chúng ta có khai chu lãi thì nhớ nó hình như nó có xuất hiện một cái đoạn ngắn là một cái xe lửa ha, xe lửa nó chạy từ trong núi, nó chạy về hướng của những bạn này cho nên mới là khai chu lãi. Của giao tua pai chỉ trang trao片 chụp nhiều hình chi hủy cha truy thì chúng ta sẽ có hủy truy, hủy truy, hủy cha truy và chi hủy cha truy nghe. Nì lãi cua rơ mà tới đây chưa, của lãi cua của sư chiêu thiên lãi tờ, thì khúc này của mình đang là khúc về xu hướng, xuống đây nó hơi lái lái qua một chút xíu về thời tiết à, và có một số lớp chúng ta cũng đã học qua bài thời tiết rồi. Đến rồi hồi đến hồi mùa thu sư chiêu thiên lãi na chẳng chẳng ta chỉnh sơ kinh hiện tại hình bù yang a kinh b bù yang a kinh b hình bù yang.
Sa sinh ra sư tung thiên, chinh thiên hải sư dinh thiên. À, hôm nay còn âm u nữa. Giao xa, giao xa xuệ lơ, giao lơ. Trai trắng trắng sang khan xa xuệ thai mầy lơ. À, như là trên núi, cái này là cái phương hướng, cái phương vị của chúng ta nè. Su sang, à, su sang, chu zi sang và trắng trắng sang. Trai trắng trắng sang khan xa xuệ, lên đây coi tuyết. Thai mầy lơ, quá đẹp. Chinh thiên chơ tờ chi quân sư lĩnh xa sử tu. Thời tiết hôm nay là âm 10 độ. Cờ sư, nì mân chư tao mà Quảng Tông chinh thiên hải sư lĩnh sang ar sử tu. Lĩnh xa lĩnh, lĩnh sang. Trung Quốc chân ta, bầy phang hải sư chơ mà lần tờ tông thiên. Cờ sư chân thiên ý chinh tao nản phang. Anh nói vẫn đang nói về cái vấn đề thời tiết của nó. Trung Quốc bự đến nỗi mà một phía đầu là mùa đông, mà phía dưới này nó là mùa xuân. Xa thiên ý chinh tao là nản phong. Li bô chậm chậu xa lại. À, đang nói thì thấy là li bô nó từ trên nó đi xuống. Chậu xa lại, chậm chậu xa lại là. Quay, nếu mình chậm hải mỹ sang lại sao chưa có lên đây nữa? Giao băng mạng mà có cần giúp đỡ gì không? Vũ dung, không cần đâu. À. Khi mà chúng ta giao á, giao mà cộng với lại một cái lời yêu cầu giúp đỡ, à, giao băng mạng mà giao mà của nì giao của kể nì chua cho cờ nì giao kể của nì giao của kể sầm mơ ha, thì nó sẽ trả lời là vũ dung, chứ không dùng là bổ giao. À, chỗ này thì chúng ta sẽ có vụ giao giao băng mạng, à, và giao cộng với lại lời giúp đỡ. Lời giúp đỡ, lại thêm một cái dao nữa nè. À, lại giúp đỡ thì chúng ta sẽ lời là bổ dung. Trả lời một cách khách sáo, khách khí là bổ dung. À, khi mà hỏi là có cần hay không thì vẫn trả lời, vẫn hỏi là giao bổ dao. Giao bụi giao băng mặn, nhưng mà trả lời là bụi dung. Bụi dung nó bị cái chỗ đó chút xíu thôi. Bụi dung nì bụi dung thò cua lại, không có cần chạy qua đây đâu. Nó dùng như cua lại ha. Vợ mình chú chị nẫn sang truy, đang ở vị trí này và sang truy. Trả lời sư nì siêu si hào là ma, nghỉ ngơi xong chưa? Siêu si hào là băng vợ tràn chị lại ha, kéo đứng lên, giúp tôi đứng lên. Họ dậu vợ mình thả sang trần trần lại là a trình sơ thai mỹ là. Ok, thì đó là cái bài chúng ta vừa đủ 58 luôn, ghê không? À, thì đây là bài của chúng ta về bốn người xu hướng, khá là thích bởi vì nó làm cái bối cảnh chúng ta dễ hình dung ra được cái bài này. À, về bốn người xu hướng của chúng ta, bài đọc NBCR này mỗi một bài như vậy là nó sẽ có một cái bài đọc hiểu đi kèm. Tuy nhiên là cái lyric á, cái lời này nè, thì trên mạng là xưa không tìm thấy được những cái đoạn khơ quỳnh như thế, chỉ tìm được cái lyric 1 và lyric 2 thôi. À, nó mỗi bài nó sẽ có một cái bài đọc hiểu tương ứng. À, cái bài đọc hiểu tương ứng của cái phần xu hướng kép này nè là cái bài nói về hai người bạn và gặp hai người bạn lên núi, cũng là lên núi chơi và gặp anh bạn gấu. À, và gặp xong rồi một anh chạy lên trên chạy lên cây, một anh nằm xuống dưới đất. À, cũng là ứng dụng, áp dụng vô cái xu hướng này để nói cái bộ ngữ của chúng ta. Ok.